Thường Tư. Hắn đang âm mưu tạo phản. Kẻ nào giúp đỡ hắn tức là công khai chống đối lại ta. Nhất định Hạ Thần sẽ đem đầu hắn về đây dâng lên cho Thái Hậu. Người nói thì hay lắm, người chẳng làm được trò trống gì. Khởi bẩm Thái Hậu, Hạ Thần đã cố gắng hết sức nhưng quá cho vô dụng. Dạ. Người có biết để bức quyết thư của tên phản nghịch Đinh Thắng lọt vào tay những kẻ chống đối lại ta thì hậu quả sẽ như thế nào hay không? Khởi bẩm Thái Hậu, việc truy tìm bức quyết thư xin hãy giao lại cho thần. Kẻ nào dám cản đường chúng ta, kẻ đó sẽ phải chết. Cho dù đổ bao nhiêu máu cũng phải mang bức quyết thư đó về đây cho ta. Thần tuân lệnh.